EG là sàn gỗ chất lượng cao hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Vậy EG thực sự được sản xuất tại đâu? Quality made by EG là gì? Và cam kết của nhà phân phối như thế nào? Kính mời quý vị đón xem chi tiết ngay sau đây. Tập đoàn EG có trụ sở chính tại San Johan ở Tyrol của nước Áo, bao gồm 20 nhà máy tập trung chủ yếu ở châu Âu, Nga và Mỹ, với các sản phẩm chủ đạo là sàn gỗ, ván nội thất và vật liệu gỗ xây dựng. Tập đoàn có 2 nhà máy sản xuất sàn gỗ, một đặt tại thành phố Wismar của Đức và hai là tại Gagarin của nước Nga, với tổng sản lượng hàng năm lên đến 60 triệu mét vuông một năm, trong đó phần lớn được sản xuất tại Wismar thuộc Cộng hòa Liên bang Đức. Để thống nhất quản lý chất lượng trong toàn hệ thống EG, mỗi sản phẩm tại các nhà máy khác nhau đều được kiểm tra chất lượng chặt chẽ trước khi xuất xưởng và niêm phong Quality Made by EG dễ dàng được tìm thấy ở mặt sau tấm ván. Ngoài ra, nơi sản xuất sàn gỗ được in trên từng vỏ hộp. Với sàn gỗ được sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức, sẽ có dòng chữ Made in Germany hoặc Made in Russia nếu sàn gỗ được sản xuất tại Nga. Ở Việt Nam, Cosmos là đối tác phân phối chính thức của sàn gỗ EG từ năm 2016, với mẫu mã đa dạng và chất lượng ổn định. EG đã tạo niềm tin với người tiêu dùng Việt Nam trong những năm vừa qua. Toàn bộ sàn gỗ EG do Cosmos cung cấp ra thị trường được sản xuất 100% tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ngoài ra, nhà nhập khẩu còn cam kết bồi thường 100.000 euro cho bất kỳ khách hàng nào chứng minh sàn gỗ EG do Cosmos phân phối ra thị trường không có nguồn gốc xuất xứ tại Cộng hòa Liên bang Đức. EG, đẳng cấp sàn gỗ Đức.